hồi sáng là quay là 38 đúng không? Sao được quay được? Rồi quay bay. Hồi sáng có quay mà. Là sáng là còn quay, anh quay đây. Anh hẹn quay. À kim phụ quay. Múa hà quay. Hà quay. Hà quay. À cái cam gì kêu nhìn chả chắn hả? À. Ừ. Tiền ra ngay tiền à đè ông vệ nhận á, tiền là về thẻ của anh là của chị Loan, em là bên kêu là tiền là về thẻ em là của anh, còn tiền là về thẻ của anh em tính là của em á, đóng năm của chị Loan cũng bị trả được cái gì cả, bị tiếng là chị Loan. Một tí phải có mấy cái gì nên đi dành mua máy. Trong gì ngon cái kim gì nhìn cái kim đi thấy cái kim không như cây kim may gạo á, may bao gạo á. Bấm. Hãy subscribe. Ngày được mấy khách không? Ngày được mà ít nữa.
ngon rồi, làm phật đây à? Để con tiền bạc chi cái ta vừa rồi Hà quay á, Hà kia quay chậm á, ta nó số máy quên trời. Ba hai mấy á, 33 rồi, 323 vậy á. Chắc chưa 32 mấy á. Giờ đúng giờ còn minh mẫn có gì cả. Đèn vô mắt cay luôn á.
cục này nữa xong. Mình chưa hết đã rồi. Mình chưa được rồi. Ai nhiều là làm sơ trước cho chị nha. Ít thì để đó. Ai nhiều kia. Nè, em đang lắp mặt cho khách nó nghe nha. Và cái đèn gì đó. Đứa bé nó cũng gần xong. Mặt nó khô rồi, tháo đi em ơi.
chiều mai về rồi. Chiều mai là khỏi ngồi rồi. Đi cùng ai à? Chị Bình Định. Em gửi dưới nhà. À, cái combo bọc nó là vừa rửa vừa đắp luôn, là hai gói trộn với nhau em. À, hai gói nó lại với nhau để vô cái hũ, khi nào mình đắp thì mình lấy ra nhiều hơn, còn mình rửa thì mình lấy ra ít. Ừ. Hai gói đó 150. À, tới trước đúng không? Em trước. Em trước. Em vệ sinh hết dưới. Ngày vệ sinh hết dưới. Em dưới rồi. Ở dưới. Ờ, nó rõ rõ như anh. Vệ sinh hết ở dưới đó rồi. À, rồi. Anh kể đây cái dịch vụ anh đó. Mở ông vừa thôi ông nội. Anh cứ ở đây đây.